Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Crawler Benzium 4.0, một mẫu xe đua được trang bị full group Shimano Sura. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Phần khung của chiếc xe thì được làm từ nước sơn nguyên bản. Sơn của xe thì còn rất là mới, có một vài vết xước nhỏ do xe bãi không thể tránh khỏi. Nhìn tổng thể của chiếc xe thì còn rất là đẹp. Trang bị hai tay lắc Shimano Sura cùng phanh 3 mảnh. Lốp 700C. Bê đan chống trượt chân. Trang bị full group Shimano Sura. Mai mi vòng. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50cm. Từ khóa cọc yên đến cổ phốt là 52cm. Chiếc xe này phù hợp cho các bác. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên bác từ 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Trang bị 9 tầng lít, 3 tầng lít. Nên xuống lít rất là mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác của em lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.